À, trời ơi chán quá. Chán quá trời ơi. Trời, cái đó chỉ còn ngủ, một cái mui đi. Trời, bà bị phạt. Trời đất ơi, chán tí. Mới đi học đầu năm mà một đứa thì bị phạt, còn một đứa thì ngồi ngủ gật. Trời ơi, còn thầy à, thầy thì ngồi ngắm ngắm bà ca mui. What the hell? Cái trường gì chán Cái gì vậy? Sao mơ cái gì? À, không, gì đâu, không, gì đâu, không nhận. Trời ơi, Vậy 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 Trời ơi, học đầu năm đầu tháng mà ngồi ngủ cả ngày luôn hả? Trời trời, bà không bao giờ bà nghe người ta nói là bây giờ mình phải ngủ mình mới có sức đi học hả? Bây giờ tôi chưa có sức đi học thì tôi phải tiếp tục ngủ để tôi có sức đi học chứ. Mà khi mà bà có sức đi học thì bà có thể làm được. Trời ơi, sao giờ học cái trường này mình thấy kỳ lắm nha. Học cả ngày cả đêm luôn á. Ui, ông thầy nhìn chỗ khác rồi. Khánh ơi, Khánh ơi, xuống đây. Này, bây giờ tụi mình lập cái kế hoạch đi được không? Khánh, nhanh ra đây. Hay là bây giờ hay là tụi mình bây giờ đi trốn học đi được không? Đi trốn học được không em ơi? Chị cãi thầy giáo có mỗi một câu mà bị phạt 65 ngày nay. Tôi rồi tôi không ngờ đó là bà lại nghĩ ra bà lại nghĩ ra cái ý tưởng trốn học này luôn á. Bà có biết là được ba mẹ đưa tiền học á để mình đi học là một điều gì đó mà những đứa trẻ ngoài kia không bao giờ có được. Mình chúng ta còn may mắn hơn nhiều người nữa mà chúng ta được bổ sung kiến thức mỗi ngày, vậy mà tại sao bà lại quyết định đi trốn học hả? Nếu mà bà đi trốn học thì bà nhớ ngủ tôi nha. Ủa vậy luôn á? Ủa, tức là từ đầu tới cuối ông nhắc tôi không thì ông cũng muốn trốn học á? Ê, mà tôi hỏi nha, có ai thuộc cái bản đồ của trường này không nhờ? Cũng không thuộc lắm, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là trốn học này cũng dễ mà, trời chỉ cần đi ra khỏi trường là xong hả? Chắc cũng được á. Ok, bây giờ ông thầy nhìn chỗ khác rồi, bây giờ tụi mình đi lẹ lẹ thôi. Được rồi, đi. Trời ơi, đi vậy. Ê, sao tụi mình trốn? Ủa mà cai tính ra sao cái trường này trốn học mà khỏi vậy luôn á hả? Nếu mà Siêu không biết thì cái trường học này á, nó được lắp đặt gọi là camera an ninh, với lại vượt hàng ngàn thử thách khó khăn mới có thể trốn học được luôn á. Cái trường gì mà khó dữ vậy? Chị qua được luôn rồi nè. Trời ơi, chỗ học vừa khó khăn dữ vậy, chưa giờ thấy chỗ học khó như vậy luôn các bạn ơi. Trời, bà làm như trốn học như kiểu đi ăn vậy á, dễ lắm. Tự Cam Mui ơi, trời ê, cái này là đi tôi thấy là Cam Mui rất là giỏi. Ôi, trong việc này nha các bạn, chắc Cam Mui trốn học nhiều lắm rồi nè các bạn ơi. Sao biết? Ôi, Cam Mui hồi xưa là học sinh gì mà kiểu như trốn học vậy chị? Em hồi xưa là em không bao giờ mà trốn học luôn á, em toàn gọi là mọi người bỏ có em bỏ học. Ủa mọi người có cái bạn gì nè, chọn trong ba block sẽ có một cái đi được. Bây giờ mọi người chọn đi. Bây giờ mọi người chọn đi. Ê, đứng ra. Cái khác bên kia màu trắng. Màu xanh, có màu đỏ. Ok, chuẩn bị em đánh 1, 2, 3 là nhảy nha. 1, 2, 3. Ha. Ê, cây xếp được nè, cây xếp được. Rồi xong luôn, Cam Mui bị kỳ thị luôn. Cam Mui bị kỳ thị, Cam Mui bị kỳ thị. Ok, thì đây, chọn trong ba cái để leo lên. Cái để bắt cua và... Ui, chị có Mui bấm thương không, chị có Mui? Chị chọn cái này em. Đâu? Không biết em, chị chọn cái này em. Okay, tôi sẽ chọn mọi người cái chọn chỗ khác đi, mọi người chọn chỗ khác đi. Em chọn cái này. La. Ủa, coi mà chọn cái khác chứ. Sao cái gì em xin? Cái gì dưới quần... Chết kìa. Cái gì vậy? Không vậy. Như thế là mọi người. Trời ơi, cái chuồng gì mà nguy hiểm vậy? Chú học mà khó vậy ta? Trời đất ơi, Cam Mui cẩn thận nha. Đi trước. Em mời chị đi trước. Sao tôi có cảm giác tôi sẽ trở thành cẩu luộc nha các bạn. Ôi, từ từ chị Cam Mui ơi, từ từ chị Cam Mui ơi. Đừng có đẩy chị. Em đẩy gì nè, mình chốn học mình biết từ từ thôi mà chị dội quá vậy. Quá làm gì mà dội mà về. Tôi mà thành cẩu luộc tôi giết ông á. Rồi đó, thôi cho cái ôi cái thành sắp luôn rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi ok. Ủa đấy các bạn thấy không, cẩn thận thôi đấy. Trời trời, dễ còn cái gì nè mọi người. Gì đây? Ê, hình như đây là cái mắt. Ê, đứa tụi mình phải chui miệng ông và ông này ra sao ghê á. Trời ơi ghê. Một câu chuyện kinh dị. Lớp học chúng ta học ở trong bụng ông thầy giáo. Bây giờ chúng ta đang đi ra khỏi miệng. Gì vậy? Ông thầy ăn thịt tụi mình. Ôi đúng rồi nè, ông thầy ăn thịt tụi mình đấy. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tao đây cái nhảy là còn đẩy người ta nữa. Ông thầy ăn thịt tụi mình rồi. Đẩy người ta gì vậy trời?
Ông thầy ăn thật tự mình rồi, không có đường nào nữa, phải chui vào miệng ổng thôi. Ê, ghê quá. Trời ơi, ra ổng còn sâu nữa. Trời ơi. Em nhân danh là một thằng con trai thì em sẽ nhường phụ nữ trước. Dừng quá. Bây giờ đừng có đẩy tôi. Bây giờ chúng ta phải tìm cần gạt để thoát ra cái đầu của ông thầy thôi. Trong này này. Vào. Đấy, đi vào, xông vào. Đi vô. Trời ơi, con kỳ ghê á, kiếm chìa khóa này mọi người. Trời ơi. Chìa khóa chắc chắn là nằm ở đầu bên trong cái lá này nè. Chắc chắn luôn, để coi. Ôi, tôi kiếm được rồi nè. Đâu vậy? Ủa, gì? Trong này không có hả? Ủa, kìa giờ, không có đây. Đâu? Không có. Ủa, có hả? Ê, Sima, em không nhìn thấy cái hòm này hả? À? Đâu? Đâu ở trong này nè. Đây, em vào thử coi. Trong này nè. Ủa, sao cái hòm nó... cái gì vậy? Cái hòm đấy nó... À đây! À, nó lắp kiểu này, khổ quá. Rồi, thấy được rồi nè. Xin lắp dễ thợ thực sự. Lấy đi. Ok, được rồi. Tiếp theo. Sắp về nhà rồi. Yeah! Oh, sắp về nhà rồi mọi người ơi. Sắp về nhà rồi, Yeah. Qua đây. Và một ông thầy giáo lại là sắp về nhà. Ok. Ê, đừng nói là... Mình đang thoát ra khỏi ông thầy giáo mà chị, thôi kệ đi. À, thôi cứ đi vô đi chị ơi. Đi vô đây nè con đường. Đi vô đi, không phải là thầy giáo ngủ đó chị nè. Ô, dịch chuyện xấu. Thôi dịch chuyện xấu đi ha. Ok. Đây, dịch chuyện xấu nha mọi người. Ủa? Rồi, xong toàn luôn. Chợ. Tới đâu rồi? Ủa, sao tụi mình vô tù rồi? Ủa, gì kìa? Chỗ bắt cua nè, nó có chỗ bắt cua nè, xin mời, nó có chỗ bắt cua nè. Ôi, ủa, chỗ bắt cua nè. Có chỗ bắt cua nè. Ồ, ok, tụi bạn phải bắt cua lên đây các bạn ơi. À. Ở đây nè. Trời, đất ơi, từ trước giờ tới bây giờ chỗ học mình thì khó khăn như vậy luôn các bạn ơi. Ồ, nhảy qua. Ủa? Cái đậu xanh. Không có được. Chị thấy cổng dịch chuyển 8, chị quay về cổng dịch chuyển 8. Thôi ra cổng dịch chuyển 8 là cái cổng này luôn. Ủa, tức là nó cũng như nhau á. Ủa, tức là mình nhảy kiểu gì đây? Chắc rồi. Nhảy qua, ủa sao nhảy được? Hay là bên này ấy nhở? Yeah, nhảy qua, bà nhảy qua luôn á, bà nhảy qua luôn. Ồ, tức là phải hay. Nhảy nè. Không được chị ơi, bây giờ mình phải nhảy qua bên này mới nhảy được. Chị, cái gì vậy? What? Sao chị nhảy được đây? Ủa? Nhảy qua luôn, nhảy xuống đây chị. Không nhảy được ta? Ok, quay nè. Đó, ok. Ủa sao gì nhiều xanh vậy? Ủa gì nhiều xanh? Qua cái này bạn phải chạy nhanh để gì đây? Gì đây, đi qua cái này là bạn phải chạy lật là nhanh luôn thôi. Thì ông thầy sẽ rượt bạn và đánh bạn đó. Thầy ơi. Chạy. Rồi, tới cái cổng cuối nè mọi người ơi. Ok, ok. Chạy. Cái gì đây, cái gì đây? Cho số à? Cái gì mà 1, 2, 3, 4, 5. Ủa, mọi người có biết mật khẩu gì không? What? Cái này chắc chắn là có cái gì đấy. Cái này cay biết rồi Sim ơi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Trời ơi, giỏi yêu mà chứ giỏi học hành chứ trơn á. Ủa, có gì nè các bạn ơi. Có cái chest này để em kiểm tra được coi. Mở được không? Ôi, được. Ủa, có mảnh giấy để em đọc thử ha. Cái gì đây? Bấm 2 hoặc 5. Ồ, 2 hoặc 5 à? 5 đi. 25. Ê, hai năm, 25. Ê, 25. Số em. Ồ, trời ơi mọi người. Tớ tụi mình đã về nhà rồi nha. Để mang thử nha. Ok. Ăn đạo. Hey. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play. Hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống. Cài đặt, chờ một tẹo nha để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi. Yes! Yes! Wow! Hả? Ủa? 3, 2, 1, nên đi. Hả? No! Tôi bị bắt rồi! Wow! Không về được nha! Chết rồi! Ủa sao tôi không về được nhà? Tôi thắng rồi mà! Ủa? Tụi mình bị bắt rồi các bạn ơi. Đúng là chỗ học chả dễ dàng tạo nào. Thì ok các bạn, thì video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mình biết nha. Bạn nào muốn chơi map chỗ học này thì mình cũng sẽ để video của map này vừa nếu bạn nào muốn chỗ học nha. Chứ tôi nghĩ chắc đây là lần cuối cũng như lần đầu luôn các bạn ơi. Cái trường gì mà lần đầu như lần cuối gì hay à quá. Cái trường gì mà bảo mật ghê vậy, ai mà học cho được. Ok, bye bye mọi người à nhá. Bye. Bye.